Các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đề thi số 12. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gồm những đối tượng nào? Sau đây. Gồm người điều khiển xe cơ giới, người điều khiển xe thô sơ, đúng ha. Người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, tất cả đều đúng nha các bạn. Tại vì người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tức là ai ở trên đường thì gọi là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đáp án số 3 chính xác. Rồi, hành vi vượt xe tại các vị trí có tầm nhìn hạn chế À, nhìn không thấy đường đường vòng, đầu dốc đầu dốc là bắt đầu đi xuống dốc đó các bạn à, hoặc giả lên dốc á đây là đầu dốc thì có bị nghiêm cấm hay không là hoàn toàn bị nghiêm cấm ha những cái câu mà màu đỏ là bị nghiêm cấm hết người ngồi trên xe mô tô hai bánh ba bánh xe gắn máy khi tham gia giao thông có được mang vác vật công kênh hay không thì đương nhiên là không được mang vác à, vật công kênh làm sao mà điều khiển xe rồi người có giấy phép lái xe b 2 được điều khiển loại xe nào thì B2 thì đặc biệt của B2 là là được kinh doanh vận tải à, những cái câu mà hỏi B1 là không được kinh doanh vận tải còn B2 thì quá dễ các bạn xe chở người đến chính chỗ còn cái câu này là trên chính chỗ là sai trên chính chỗ là hạng D à, trên chính chỗ là hạng D nhé rồi xe chở người đến chính chỗ ngồi ô tô tải kéo có trọng tải dưới 3.5 là hợp lý ha, chính xác luôn. Rồi trên 3.5 là hạng C, à, trên 3.5 là hạng C. Như vậy đáp án chính xác là đáp án số số 2. Rồi, à, đó là những cái mấu chốt của từng cái đáp án ha Rồi trên đường giao thông khi hiệu lệnh của người điều khiển tham gia giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo hiệu thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo uh, hiệu lệnh nào? Thì đây là là một cái câu hỏi là người điều khiển giao thông các bạn. Người điều khiển giao thông thì nó có một câu hỏi trước đó là là cảnh sát giao thông ha đáp án là cảnh sát giao thông ý thứ hai còn trong trường hợp này là nếu mà trên đường có người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn thì mình sẽ tuân theo người điều khiển giao thông nó giống như là biển báo tạm thời vậy ha rồi à, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông là là cái ấy à, đúng ha đèn đèn thì nó nằm đó lâu rồi à, đâu phải tự nhiên có người điều khiển giao thông của cảnh sát giao thông đó làm cái gì tai nạn hay là à, điều tiết xe cộ hay là chặn đường này kia hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ rồi thôi. Đáp án là hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, đáp án số 1. Rồi, trên đường cao tốc người lái xe phải dừng xe đổ xe như thế nào để đảm bảo an toàn? Thì dừng xe đổ xe trên đường cao tốc thì chỉ được là ở những nơi cho phép ha, không được dừng đổ xe hoặc chỉ được dừng đổ xe ở nơi đường rộng, Hoặc chỉ được dừng đổ xe ở nơi đường rộng là là sai, không có. Ừ. Rồi, chỉ được dừng đổ xe ở nơi quy định là chính xác nha. Rồi, trường hợp buộc phải dừng xe đổ xe không đúng nơi quy định thì phải đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy tại vì đang chạy tốc độ trăm cây số sao người ta phản ứng kịp. Nếu không thể được thì phải báo hiệu để người lái xe khác biết, tức là phải có một cái gì đó để báo để biết thì cái này là chính xác. Rồi ý thứ ba là chỉ được dừng đổ xe ở nơi đường rộng, trường hợp dừng đường rộng không được ha, không được dừng đổ xe phải dừng đổ xe ở nơi quy định đó thì đáp án câu này là chắc chắn số 2 sai là nghĩ làm nữa luôn rồi qua câu kế tiếp người lái xe mô tô xử lý như thế nào khi xe mô tô phía sau vượt có một cái xe ở đằng sau nó xin vượt thì mình sẽ phải chạy chậm lại tấp vô lề bên phải để cho nó vượt nó quá dễ rồi nếu đủ an toàn Người lái xe phải giảm tốc độ đi sát lề bên phải phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua không được gây trở ngại đúng rồi quan trọng là không được gây trở ngại ha gây trở ngại là ăn ăn giấy phạt liền rồi ý thứ hai lái xe vào lề đường bên trái sai ha bên trái là là ra giữa đường đó ha. tao xin vượt bên trái mà bạn đi ra giữa đường là bạn bạn sai nếu đủ điều kiện an toàn người lái xe phải tăng tốc độ sai ha cứ tăng tốc độ là là gạch bỏ đáp án chính xác phải là đáp án số số 1 rồi khi tham gia giao thông trên đoạn đường không có biển báo cự ly tối thiểu giữa hai xe. À, rồi, câu này thì dễ. Lấy 100 trừ 30 ra 70, đáp án chính xác 70 khỏi cần phải nói nhiều. À, đối với những câu mà cự ly tối thiểu thì có công thức làm rồi. Nó có một vài câu như vậy. Rồi, khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải thực hiện các quy định như nào để đúng quy tắc giao thông. Thì như vậy là mình sẽ phải tuân thủ tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo đường bộ, sơn, kẻ, mặt đường trên các làn xe thì hợp lý ha. Còn cái câu thứ hai á, ý thứ hai là tuân thủ tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu khi ghi trên biển báo hiệu đường bộ, sơn kẻ mặt đường trên các làn xe chỉ vào ban ngày là sai, ban ngày ban đêm ý thứ ba là chỉ vào ban đêm là sai, hai ý này là sai. Nó phải tuân thủ cả ban ngày và ban đêm thì ý thứ một là là chính xác nhất. Tiếp tục, người kinh doanh vận tải hành khách có những quyền hạn nào? đang nói về người kinh doanh tức là ông chủ của một cái À, công ty vận tải hành khách rồi ý thứ nhất là tự ý thay đổi vị trí đón trả sai hoàn toàn sai bạn không thể tự ý làm hết tất cả mọi thứ đều có quy định cả bạn phải có hợp đồng có thông báo này kia à, thì mới à, rồi tự ý thay đổi vị trí đón trả khách theo hợp đồng vận chuyển à, có hợp đồng rồi thì bạn không được tự ý làm phải làm theo hợp đồng câu một chắc chắn sai câu 3 cả ý một và hai thì đúng thì sai bắt buộc phải chọn ý hai không cần phải nói nhiều à, như vậy thì ý hai là từ chó vận chuyển trước khi phương tiện rời bến, rời vị trí đón trả khách theo hợp đồng vận chuyển những người đã có vé hoặc người trong danh sách hợp đồng có hành vi gây rối trật tự trong cộng gây cản trở công việc kinh doanh vận tải ảnh hưởng đến sức khỏe tài sản người khác gian lận hoặc à, hành khách đang bị dịch bệnh nguy hiểm đó thì đó là những trường hợp mình không cho người ta lên xe rồi hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở là chất lỏng thì quá dễ ha số 1 là hàng dễ vỡ số 2 là chất lỏng hình hình mấy cái chai đó mà rồi khi xảy ra tai nạn giao thông những hành vi nào bị nghiêm cấm thứ nhất là xâm phạm tính mạng sức khỏe tài sản người bị tai nạn và những người gây tai nạn là chính xác à, bị nghiêm cấm hoàn toàn nghiêm cấm rồi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm à, rồi thì đáp án chính xác là cả hai đều bị nghiêm cấm bạn gây tai nạn xong bạn phải cứu giúp người ta bạn bỏ trốn là bạn sai rồi rồi khi điều khiển khiển xe mô tô tự đổ tự đổ ha, à, thì người lái xe cần chú ý điểm gì để đảm bảo an toàn, rồi tự đổ là khi chạy trên đường xấu, à, tự đổ đổ là là rồi khi chạy trên đường xấu nhiều ổ gà nên chạy chậm để thùng xe không bị lắc mạnh, à, xe tự đổ là mấy cái xe tải mà nó chở mà 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 mấy cái thùng mà 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 à, giống như là chở đất cát vật liệu xây dựng người nó có cái 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 ben nó gọi là xe ben đó các bạn nó ben nó đổ ra đó khi chạy trên đường xấu như ổ gà nên chạy chậm để thùng xe không bị lắc mạnh đúng rồi à, không gây hiện tượng lệch ben khi chạy vào đường vòng cần giảm tốc độ không lấy lấy gấp không phanh gấp thì câu này là khá hợp lý ha các bạn câu này là đọc nó không có chỗ nào sai hết ý thứ hai là khi chạy trên đường quốc lộ đường bằng phẳng không cần hạ hết thùng ben xuống là sai ha cái thùng ben nó có cái cây để 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 nâng đẩy để đẩy cái 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 cái, cái ben nó nó cao lên để nó đổ được đất đá gì được xuống à, thì bạn không hạ hết xuống á, là cái cây đó có thể lắc và gãy à, rồi khi đổ hàng tại vì trên đường quốc lộ đường phẳng thì mình có thể chạy êm êm đó nhưng mà lỡ mà mình à, có một cái à, xử lý gấp tai nạn này kia xử lý gấp thắng gấp thì nó cũng có thể nó nó, nó 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 gãy cái đó nên cái này là sai rồi số 3 là khi đổ hàng phải chọn vị trí có nền đường cứng và phẳng đúng rồi nên đừng cứng và phẳng dừng hẳn xe kéo chặt phanh tay hợp lý ha sau đó mới điều khiển cơ cấu nâng ben để đổ hàng đổ xong hàng mới hạ thùng xuống thì đáp án chính xác phải là ý 1 và 3 đều đúng nha rồi khi động cơ ô tô đã khởi động muốn điều khiển ghế của người lái người lái xe phải điều chỉnh cần số ở vị trí nào bây giờ xe đã khởi động rồi mà muốn điều chỉnh ghế của người lái thì rất là dễ, bạn đừng cho xe di chuyển và bạn điều chỉnh thoải mái thôi. Thì không di chuyển thì ở vị trí N neutral, vị trí B là parking là đổ xe hoặc là số 0 là cái số mo đó Thì này đúng. Số 1 là sai xe sẽ chạy, số R là xe lùi, ông đúng ha. Rồi, đáp án chính xác phải là đáp án số 1. Tiếp tục người ngồi trên xe ô tô cần được hiện những thao tác mở cửa như thế nào để xuống xe một cách an toàn bạn mở cửa để xuống xe một cách an toàn thì bạn phải quan sát phía sau rồi mà quan sát chỗ nào đúng rồi quan sát gương chiếu hậu ha hoặc xoay người ra phía sau đó thì mình sẽ có hai cái chỗ để quan sát ha, hoặc là xài gương chiếu hậu hoặc là quay nguyên người ra sao để phát hiện các phương tiện đang di chuyển tới gần khi đủ điều kiện an toàn thì dùng cánh tay mở cửa hé thôi mở hé cửa thôi sau đó mở cửa mức cần thiết để xuống xe không có mở quá rộng hết hành trình của cửa ha rồi à, thì câu này chính xác luôn câu này chính xác khi quan sát tình hình giao thông phía trước ha bạn mở xe mà bạn phải quan sát mình sau sao chứ bạn quan sát trước làm cái gì không cần quan sát phía sau rồi sai luôn gạch luôn nghỉ luôn ha không cần quan sát sao là sai quá sai rồi qua câu 16 công dụng của hệ thống bôi trơn đối với động cơ ô tô là gì cái hệ thống bôi trơn là dầu bôi trơn gì đó để làm cho nó nó trơn thôi dễ cung cấp một lượng dầu bôi trơn đủ ha rồi chính xác nha và sạch dưới áp suất nhất định à, đi bôi trơn cho các chi tiết của động cơ để giảm ma sát giảm mày mòn làm kính làm sạch làm mát chống gỉ chính xác ha rồi ý thứ hai là gì à, cung cấp một lượng nhiên liệu đầy đủ và sạch để cho động cơ hoạt động sai ý này sai ha ý này hoàn toàn sai cung cấp nhiên liệu là là xăng chứ không phải dầu ha à, cho nên đáp án chính xác của này phải là ý số 1 rồi túi khí được trang bị trên xe ô tô có tác dụng gì cái túi khí các bạn à? cái túi khí là khi tai nạn thì nó sẽ bung ra thôi giữ chặt người lái và hành khách trên à, ghế ngồi khi xe ô tô đột ngột dừng lại à, chính xác ha giảm khả năng va đập một số bộ phận cơ thể quan trọng đúng nè. À, hấp thụ một phần lực va đập lên người và hành khách đúng nè. Như vậy thì à, ý số 4 là gồm ý 2 và 3. Như vậy là mình coi lại cái số ý số 1 là sai hay đúng nè. Giữ chặt người lái và hành khách trên ghế ngồi khi ô tô đột ngột dừng lại. À đúng rồi. Cái giữ chặt hành khách và ấy trên ghế ngồi đó là là đai an toàn ha, thắt dây an toàn đó, cái đai an toàn đó. À, thì nó sẽ giữ chặt. Rồi À, khi ô tô đột ngột dừng lại thì 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 là đai an toàn nó mới giữ mình còn túi khí thì giảm ba đập và hấp thu lực ý số bốn bởi vậy cái quan trọng của mình là phải phải đọc và hiểu từng câu thì mình mới chắc chắn mình làm đúng được chứ mình cứ nhớ mẹo mẹo thì một vài câu thôi chứ không phải là câu nào mình cũng xài mẹo đúng không rồi câu số 18 bắt đầu biển báo lên nè cấm rẽ trái biển báo nó cấm rẽ trái thì chỉ có biển số số 1 là cấm rẽ trái còn biển hai là cấm quay đầu như vậy đáp án của chúng ta là biển một nó rồi tiếp tục gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào xe xích lô được phép đi vào à, thì biển 3 xe xích lô không được phép đi vào biển 2 là cấm xích lô kéo à, cấm xích lô máy kéo ha à, còn biển 1 là cấm xe lam như vậy là biển 1 được phép đi vào còn biển 2 cũng được phép đi vào à, chỉ xích lô máy không được phép đi lào vào thôi còn xích lô xe đạp thì vẫn được đi như vậy là đáp án chính xác sẽ là biển 1 và và 2 rồi, biển nào xe mô tô hay bánh không được đi vào? Mô tô hay bánh là là cái này ha. À. Xe mô tô, mô tô các bạn để ý mô tô nó có cái người đây nè, nó có cái con người đây nè. Ha. À. Còn xe gắn máy là là không có hình người à. thì để cho bạn biết được cái đó. Rồi. Xe mô tô không được đi vào là biển số 2, biển 1 thì vẫn được đi vào, nó cấm xe ô tô, biển 3 cấm xe tải thì biển 2 là đáp án chính xác xe mô tô hay bánh không được đi vào. Tiếp tục, biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ các loại xe không được đi vào khi gặp biển này thì biển một là cảnh báo người đi bộ qua đường biển hai là cấm người đi bộ đi không được rồi vậy là biển ba là chính xác người đi bộ qua đường là khu vực dành cho người đi bộ qua đường đáp án chính xác phải là biển số 3 không phải là biển 1 và 3 ha rồi biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên đây là giao nhau với đường cùng cấp giao nhau với đường không ưu tiên đây là biển này đặt trên đường ưu tiên và giao nhau với đường không ưu tiên còn biển này là biển giao nhau với đường ưu tiên hình tam giác hoặc ngược không có gì trong ha là biển ba chắc chắn luôn rồi biển nào sau đây là biển kè vượt sâu bên đường phía kè vượt sâu bên đường phía bên trái ha bên trái là là mé bên bên tay trái bên này ha bên phải là mé bên phải bên này rồi tay trái à, đây là phía trước đây là bên phải đây là bên trái ha biển số 3 rồi vậy là biển một biển hai sai biển ba mới là bên trái tiếp tục các biển báo này có ý nghĩa gì ha? Thì núi lở ha, đá lở để báo trước gần tới đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta ly dương lạc, sạt lở bất ngờ gây nguy hiểm đúng rồi ha. Để báo trước nơi có kết cấu mặt đường rời rạc khi đi qua làm cho các viên đá sỏi ha? thì cái uh cái uh, nó sẽ có ba câu nó sẽ có ba câu các bạn nó sẽ có ba câu uh, thì đáp án y chang nhưng mà cái biển á, thì nó khác ha. đáp án y chang nhưng mà biển thì khác thì trong trường hợp này là biển đá lở thì mình chọn ngay ý số một đi nếu bạn quen rồi uh, thì ta đọc thêm cái câu 3 nữa để cảnh báo những đoạn đường nền yếu đoạn đường đang theo dõi sụp lún và vận hành tốc độ cao có thể gây nguy hiểm thì thôi đáp án số 1 là chính xác ha. đá lở thì mình nhìn thấy đá thì mình tìm cái từ nào mà có cái chỗ nào mà có chữ uh, uh, đá lở đó À, sạc lỡ nè sạc lỡ nè cái từ này là sạc lỡ nè à, cái hình này là sạc lỡ thì mình kiếm cái chỗ nào mỗi chữ sạc lỡ là được ha là ý số 1 rồi biển nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại khi đặt trước ngã ba ngã tư cái câu này là một câu nhiều người sai lắm nè cái câu này là đặt trước ha trước ha đặt trước thì mình phải biết cái biển nào là biển đặt trước à, thì đây là biển đặt trước nè đặt trước nè à, biển này là biển đặt đặt sau cái biển số 2 là biển đặt sau ngã ba ngã tư tức là bạn đang đứng đây bạn nhìn cái biển này ở phía sau ngã ba ngã tư cho nên biển này là đáp án là sai tại vì nó hỏi là đặt trước ngã ba ngã tư à, rồi cái biển số 3 này á, là biển đi thẳng hoặc rẽ trái và đặt trước ngã ba ngã tư như vậy đáp án của bạn á, là phải loại cái biển số 2 này là loại cái câu này à, rồi tiếp tục đặt trước ngã ba ngã tư biển một đặt trước ngã ba ngã tư và À, cho phép quay đầu xe hay không thì biển một này là bắt buộc xe phải rẽ trái à, theo hướng yêu cầu không được phép quay đầu à như vậy là biển một này cũng sai luôn rồi biển 3 này là phép đi thẳng rẽ trái và và được phép quay đầu như vậy là biển 3 là đáp án chính xác nha rồi cái câu này là nhiều người sai lắm luôn á nha rồi biển số 1 có ý nghĩa gì biển số 1 là báo hiệu là báo hiệu là cầu vượt liên thông ha À, cái này á, là đặt ở trên cái cầu à, đặt trên cái cầu còn cái biển này là đặt ở dưới cái cầu à, ở dưới cái cầu là à, đặt để báo hiệu là phía trước có cầu vượt liên thông còn cái này là báo hiệu là cầu vượt liên thông à. nè, hai cái biển này nè là đặt ở dưới cầu cái đường dưới á. còn đường này là đặt ở trên cái cầu à. rồi vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy à, vạch tim đường à, phân chia hai chiều xe chạy thì vạch nó phải màu 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 vàng còn vạch màu trắng là cùng chiều ha à, rồi như vậy thì đáp án câu này sẽ là vạch 1 và và ba à, hai chiều hai chiều ha cứ hai chiều một chiều đi màu trắng còn hai chiều đi màu vàng dễ ẹt à. rồi câu 28 là bắt đầu xa hình ha. xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này à, thì đầu tiên là xe nào đang trong giao lộ được đi trước thì không xe nào trong giao lộ đều ở trước cái này hết cái thứ hai á, là xe ưu tiên rồi mới tới đường ưu tiên dù công an này trên đường ưu tiên nhưng mà nó không phải là xe ưu tiên à, xe ưu tiên là xe quân sự à, hỏa quân công thương ha xe cứu hỏa là được ưu tiên hàng đầu như vậy là xe chữa cháy là chính xác rồi xe nào phải nhường đường trong trường hợp này à, thì đây các bạn thấy là cái xe khách này nó gặp cái biển này là biển bắt buộc phải nhường đường còn xe tải này gặp biển là được ưu tiên qua đường hẹp ha như vậy thì xe tải được đi trước và xe khách phải nhường đường Đề hỏi là xe nào phải nhường đường thì mình nói xe khách rồi thứ tự có xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông đây là biển báo của đường đồng cấp chưa nào vô giao lộ hết không có xe ưu tiên không đường ưu tiên rồi xe nào rẽ phải đi thẳng rẽ trái rồi rẽ phải là xe xe tải rẽ phải trước À, xe khách rẽ phải thứ hai rồi vậy là xe tải và xe khách được đi cùng lúc tại vì nó không cản đường nhau đâu rồi sau đó mới tới xe xe con à, như vậy thì mình chọn là xe khách xe tải rồi sau đó mới tới xe con ha à, rồi xe khách và xe tải ha rồi ok à, hai này cùng đi nên nó có cái và nè là cùng đi cùng lúc nè còn cái thằng này là xe tải xe khách thì cũng không đúng ha thằng này là xe tải đi trước rồi xe tải đi xong rồi mới tới xe khách ha để ý số 1 là chính xác nhất rồi xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông à, thì mình nhìn thấy là xe a đi trước xe b đi sau mà xe b nó muốn vượn xe a mà xe a thì nó muốn uh, chuyển làng thì thằng xe nào đi trước thì nó được ưu tiên xe a được ưu tiên đi trước thì xe b phải phải nhường cho ngày nó đi qua đây trước rồi xe b nó mới chuyển làng à, à, rồi như vậy thì đáp án xe nào phải nhường đường là xe b xe b nó đi sau nên nó phải nhường đường khi muốn vượt xe tải xe người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông bây giờ muốn vượt xe tải nó đang đứng chính giữa này và nó đang chuyển qua cái làng này ha đang chuyển qua làng này thì mình có được vượt hay không không lý do là cái đường này là đường hai gạch màu vàng là không cho đè lên vạch này bắt buộc là bạn phải chờ xe tải nó chuyển vô đây hoặc giả là bạn uh, xin đèn hay là xin kèn gì đó để đi qua cái cái uh, để vượt nó rồi tăng tốc cho xe vượt qua là không đúng ha bật tín hiệu báo hiệu uh, bằng đèn hoặc bằng còi khi đủ điều kiện an toàn tăng tốc xe che xe vượt qua đúng rồi phải xin đó xin đèn à, hoặc là xin còi nó cho thì qua còn không cho thì thôi đánh lái sang bên trái tăng tốc cho xe vượt qua sai ha đánh lái qua bên trái là nó nó đã đã đi qua cái làng đường bên kia là sai rồi đáp án chính xác phải là báo hiệu bằng đèn hoặc còi rồi mới xin rồi xe của bạn được đi hướng nào trong trường hợp này thì đây đèn xanh thì bạn có thể đi thẳng về trái câu này thì mình gặp rồi ha đi thẳng hoặc rẽ trái ha, rồi đi thẳng rẽ phải là sai, rẽ trái sai, đi thẳng rẽ phải hoặc rẽ trái sai ha, tại vì mình trên cái làng này có mũi tên nè, rẽ trái hoặc đi thẳng tiếp tục. Xe nào đi trước trong trường hợp này, đây là bạn đang ở trên cái đường ưu tiên, cái biển nè, đường này đường không ưu tiên thì bắt buộc nó phải phải chờ bạn đi trước ha, xe của bạn phải đi trước, bạn là là ưu tiên nó phải nhường bắt buộc. Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào muốn rẽ trái thì mình đi hướng 1, mình đi hướng 2 được không? Không, hướng 2 là là ngược chiều rồi các bạn. Hướng 2 là ngược chiều, hướng 2 này á đường gạch là chỉ cho phép bạn gì? Bạn vượt, uh, xin vượt, an toàn thì vượt. Còn cái này là bạn đi qua bên hướng 2 là bạn ngược chiều. Uh, cái xe bên đây mà cái ngã tư bên đây nó quẹo qua là tông bạn chết ha. Cho nên là bạn chỉ được đi hướng 1. Chắc chắn luôn. Rồi đáp án chính xác 35 trên 35. Rồi xin chào các bạn.